Ê, cái này hay là mình được thiết kế đi. Thiết kế thì sao? Được. Em có ý này. Thế như thế nào? Mình tự thiết kế hình này. Được. Dễ lắm. Dạ, anh chị có thích không? Ok, nhưng okay. Mà quan trọng nó có làm được không chứ. Rất là dễ. Có tán thành không? Ok, ok. Dạ. Yeah. Yeah. Tụi mình đang chuẩn bị những món quà rất là đặc biệt. Những món quà này là dành cho những người mà cả chính chúng mình đều rất là trân trọng. Mọi người thấy hoa bé đẹp không? Là cái mình làm đấy. Thì có gì đó hả? Ồ, hoa hay đẹp ba, giỏi quá à. Trong gió lá hát như ru mơ thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ thời gian đã qua như con đò chiều thầy cô đó hình 2014 bằng những giai điệu thật rộn ràng và đầy ý nghĩa của ca khúc Lời Thầy Cô, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, qua phần thể hiện của 9 thí sinh cuộc thi tiếng hát truyền hình 2014, cùng với sự góp mặt của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc và giảng viên thanh nhạc thạc sĩ Phạm Thế Vĩ, là những người đã luôn theo sát và đồng hành cùng với các thí sinh trong mùa giải tiếng hát truyền hình 2014. Thưa quý vị, và trên sân khấu chúng ta là những hình ảnh thật đẹp và cảm động về tình thầy trò. Và các khúc Lời Thầy Cô cũng chính là món quà mà ban tổ chức chúng tôi muốn dành gửi tặng đến các thầy cô giáo trên tất cả các lĩnh vực. Xin được cảm ơn các thầy. Và xin được kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để tiếp tục sự nghiệp thắp sáng tri thức cho thế hệ tiếp nối. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy Lê Vinh Phúc và thầy Phạm Thế Vĩ ạ.
Thưa quý vị, và trong đêm thi ngày hôm nay thì chính bạn thí sinh của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014 cũng dành những bó hoa thật là đẹp, thật là tươi để gửi đến cho 5 vị giám khảo chuyên môn và 3 vị giám khảo báo chí. Họ cũng chính là những người thầy giáo, cô giáo trực tiếp hoặc là gián tiếp đã đào tạo nên đội ngũ văn nghệ sĩ cho nền nghệ thuật nước nhà. Thưa quý vị. Và quý vị thân mến, một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho các thầy cô vì những cống hiến của họ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời chính thí sinh cùng quay trở lại sân khấu. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại đêm chung kết 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình 2014 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, có sự đồng hành của nhãn hàng Viên Uống Hoa Thiên thuộc công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho chính gương mặt xuất sắc nhất của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014. Xin được giới thiệu thí sinh ở bảng thính phòng, thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân, mã số 01, 21 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Lê Thị Dung, mã số 02, 21 tuổi, đến từ Thái Nguyên. Thí sinh Lâm Trần Thuận, mã số 03, 24 tuổi, đến từ Cần Thơ. Thuộc bảng dân ca, âm hưởng dân ca, chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Bùi Thị Thúy, mã số 04, 21 tuổi, đến từ Thái Bình. Chào đón thí sinh Nguyễn Linh Trúc Lai, mã số 05, 19 tuổi, đến từ Phú Yên. Và thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh, mã số 06, 25 tuổi, đến từ Phú Yên. Bảng nhạc nhẹ, cùng chào đón thí sinh Phạm Chí Huy, mã số 07, 23 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nguyên, mã số 08, 25 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và thí sinh Vũ Minh Trang, mã số 09, 26 tuổi, đến từ Nam Định. Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng dành cho thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 2 do khán giả bình chọn. Và thưa quý vị, với tổng số 67,36% tổng số tin nhắn bình chọn, giải thưởng đã thuộc về thí sinh. Thưa quý vị, và bây giờ trên hình ảnh của chúng ta sẽ là hình ảnh của thí sinh được yêu thích nhất. Thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân, mã số 01, thưa quý vị. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân thuộc bảng thính phòng đã trở thành thí sinh được bình chọn là yêu thích nhất trong đêm chung kết 2. Và chúng tôi trân trọng kính mời nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi sẽ lên trao giải thí sinh được yêu thích nhất cho thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân và xin được cảm ơn nhạc sĩ Phan Hồng Sơn. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, và đêm thi ngày hôm nay là một đêm thi quan trọng và mang tính quyết định. Chính vì vậy mà cả chín thí sinh chúng tôi rất cần những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, thật là lớn của quý vị để ủng hộ tinh thần cho các bạn thí sinh ạ. Bây giờ thì xin mời các bạn thí sinh hãy vào bên trong để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Chúc các bạn sẽ luôn tự tin nha. Quý vị thân mến, trước đêm thi ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện việc bấm số để chọn ra hai khán giả may mắn với sự giúp đỡ của một vị khán giả đang có mặt tại nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự chứng kiến của ban tổ chức và các đơn vị liên quan. Hai số điện thoại may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên trong danh sách khán giả đã nhắn tin bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất trong đêm chung kết 2 là, xin mời quý vị cùng theo dõi. Số điện thoại đầu tiên dành cho vị khán giả may mắn đầu tiên 0906831463, xin được chúc mừng. Và số điện thoại thứ hai là, thưa quý vị, đó là số điện thoại 0919735308. Một lần nữa, chúng tôi xin được chúc mừng cho hai vị khán giả may mắn đã có hai số điện thoại trên. Và hãy liên hệ với ban tổ chức chúng tôi với số điện thoại là 0838 20 0820 để xác nhận thông tin và nhận quà may mắn là một chiếc điện thoại smartphone Lumia 730 selfie góc rộng trị giá 5 triệu đồng. Quý vị nha.
Một lần nữa xin được chúc mừng các vị khán giả may mắn ngày hôm nay. Và quý vị cũng hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mà mình yêu thích để thể hiện tình yêu mến của mình dành cho các thí sinh, cũng như là có những cơ hội giành những giải thưởng vô cùng hấp dẫn của chương trình ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật đêm chung kết 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Phó Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, đoàn phó đoàn văn công quân khu 7, giải nhất tiếng hát truyền hình năm 1994. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Lê Nam Khánh, giải nhất tiếng hát truyền hình năm 1999. Và trân trọng giới thiệu vị giám khảo khách mời trong đêm thi ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu các thành viên của Hội đồng Báo chí. Xin được giới thiệu nhà báo Như Hoa, báo Sài Gòn Giải Phóng. Trân trọng giới thiệu nhà báo Thùy Trang, báo Người Lao Động. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Dạ Ly, báo Thanh Niên, đồng thời cũng là giám khảo báo chí khách mời trong đêm chung kết 3. Thưa quý vị, và trước khi đến với phần dự thi của các thí sinh thì chúng ta sẽ cùng dành ít thời gian để tìm hiểu qua thể lệ, cơ cấu giải thưởng cũng như là kích thích bình chọn trong các đêm chung kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014 quý vị nha. Đêm chung kết 3 chủ đề hát đôi. Trong đêm này, tất cả các thí sinh ở 3 bảng đều thi bằng hình thức song ca theo cách thức. Ở mỗi bảng, mỗi thí sinh đều được quyền tự chọn một bài dự thi trong lượt thi của mình theo cách thức thi vòng tròn trong bảng dự thi. Trong đêm này, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2014 sẽ tìm ra giải nhất, nhì, ba của mỗi bảng. Sau đêm chung kết 3, chỉ có 3 thí sinh giải nhất của mỗi bảng và thí sinh nhì bảng có số lượt bình chọn cao nhất trong 3 đêm chung kết sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết 4. Đêm chung kết 4 chủ đề ấn tượng. 4 thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài với 2 lượt dự thi. Mỗi thí sinh dự thi một bài hát thuộc dòng nhạc sở trường của mình. Mỗi thí sinh song ca cùng ca sĩ khách mời. Trong đêm thi này, chúng ta sẽ tìm ra được giải quán quân của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2014. Hãy đón xem đêm chung kết 3 và đêm chung kết 4 vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2014 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 20:30 các ngày 21 và 28 tháng 11 năm 2014 từ nhà hát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng chính thức của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2014: một giải nhất chung cuộc 70 triệu đồng tiền mặt, 3 giải nhất bảng mỗi giải 50 triệu đồng tiền mặt, 3 giải nhì bảng mỗi giải 20 triệu đồng tiền mặt, 3 giải ba bảng mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó còn có các giải thưởng hấp dẫn khác. Giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các đêm chung kết 1, chung kết 2, chung kết 3, 10 triệu đồng tiền mặt mỗi giải. Giải thí sinh được yêu thích nhất chung cuộc 10 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại Lumia 730 selfie góc rộng. Giải thí sinh do Hội đồng Báo chí bình chọn chung cuộc 15 triệu đồng tiền mặt. Để tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích, khán giả có thể tham gia bằng cách soạn tin nhắn BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi 6540, giá cước mỗi tin nhắn 5.000 đồng. Giải thưởng dành cho 2 khán giả may mắn mỗi đêm chung kết 1, chung kết 2, chung kết 3 là một điện thoại Lumia 730 selfie góc rộng. Riêng đêm chung kết 4 sẽ có 4 khán giả may mắn nhận được một điện thoại Lumia 730 selfie góc rộng mỗi giải. Với hình thức thi hát đôi trong đêm nay á, thì Thanh Ngọc nhận thấy là cuộc thi tiếng hát truyền hình năm nay quả thật là rất đa dạng phong phú và chúng ta còn có thể tạo nên sự kết nối, gắn kết giữa các thí sinh qua từng đêm thi nữa. Không biết là Mạnh Cường có thấy như vậy không? Mạnh Cường hoàn toàn đồng ý với Thanh Ngọc. Và thưa quý vị các bạn, và trong đêm thi ngày hôm nay thì sau phần dự thi của 3 thí sinh, 2 thành viên trong Hội đồng Nghệ thuật sẽ nhận xét và chấm điểm phần dự thi của thí sinh hát chính. Tuy nhiên, số điểm của từng thí sinh sẽ được công bố sau khi kết thúc cả 9 phần dự thi của 9 thí sinh. Và một điều đặc biệt nữa trong đêm thi ngày hôm nay đó chính là tổng đài 6540 của chúng tôi sẽ bắt đầu mở từ 20:30 và sẽ tạm đóng lại sau 5 phút kể từ khi tiết mục dự thi cuối cùng kết thúc để ban tổ chức có thể tổng hợp phiếu bình chọn của khán giả trong cả 3 đêm thi tính đến thời điểm tạm đóng và tìm ra một trong 3 thí sinh nhì bảng có tổng số bình chọn cao nhất của khán giả để cùng bước tiếp vào đêm chung kết 4. Và sau đó thì tổng đài sẽ tiếp tục được mở lại cho đến đầu đêm chung kết 4 để quý vị có thể tham gia bình chọn
cho thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 3. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần dự thi đầu tiên của một thí sinh ở bảng thính phòng. Đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Với một tác phẩm âm nhạc, hát thôi chưa đủ, phải thực sự hiểu về tác phẩm mới có đủ cảm xúc để thể hiện nó. Hy vọng rằng qua sự tìm hiểu về vở ba lê Hồ Thiên Nga, Ngân sẽ hoàn thành phần dự thi của mình tối nay thật tốt. Của mình với sự hỗ trợ của Lê Thị Dung. Và quý vị đừng quên bình chọn cho Thanh Ngân với cú pháp là BC01 rồi gửi đến tổng đài 6540. Thưa quý vị,
Những ca khúc mang âm hưởng dân ca luôn thấm đẫm trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của một thí sinh đến từ bảng dân ca âm hưởng dân ca. Thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh, mã số 06 thưa quý vị. Linh rất tự hào vì được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp từ cơ sở 2 trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Linh được tất cả thầy cô và bạn bè ủng hộ động viên đi thi tiếng hát truyền hình năm 2014. Và dù dừng bước hay được đi tiếp vào vòng sau, thì đêm nay Linh cũng sẽ hát cháy mình với sự phối hợp nhiệt tình của thí sinh nhỏ tuổi nhất, đó là Trúc Lai, với ca khúc đầy khí phách tự hào về vùng đất phú xứ nẫu quê hương mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoàn thành xong phần thi của mình với sự hỗ trợ của thí sinh Trúc Lai. Và quý vị thân mến, nếu như yêu mến phần dự thi tiết mục vừa rồi của thí sinh Trúc Linh thì hãy nhắn tin bình chọn cho bạn ấy với cú pháp BC khoảng trắng 06 gửi về tổng đài 6540. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi thứ ba đến từ một thí sinh của bản nhạc nhẹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Người luôn bên cạnh động viên và là động lực của Nguyên đó chính là mẹ. Những khi mệt mỏi, chỉ cần ngồi bên mẹ và hát. Đã hết những ngày dài, nỗi đau thương để lại. Con đang đến với ước mơ vì mẹ. Những lúc như vậy, Nguyên thấy cuộc sống thật bình yên và tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Đêm hôm nay, Thanh Nguyên và Chí Huy sẽ cùng thể hiện một ca khúc được mang tên là Tìm. Và hai chị em sẽ song ca bằng tất cả cảm xúc và tình yêu thương của mình. Trôi theo từng áng mây tìm về quá khứ, anh nhớ một ngày có ai bên cạnh. Có những khi nỗi đau trôi theo từng giấc chiêm bao để ngày mới đến, người đã ở lại trong đôi mắt. Có khi giận hờn tiếng yêu chẳng thành câu, nhưng trái tim em vẫn bồi hồi, ngỡ như thật gần, ngỡ như là mãi mãi. Quay lưng để rồi một ngày ta đánh mất. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời à. Giấc mơ sẽ tan khắp nơi. Trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại.
thi đầy cảm xúc của thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nguyên với phần hỗ trợ của thí sinh Phạm Chí Huy. Và quý vị hãy bình chọn cho Thanh Nguyên với cú pháp là BC khoảng trắng 08 rồi gửi đến tổng đài 6540. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng mời thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân và Nguyễn Thị Trúc Linh sẽ cùng quay lại sân khấu với Nguyễn Thị Thanh Nguyên và lắng nghe những đánh giá nhận xét của hội đồng nghệ thuật. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Xin chào bà thí sinh. Đấy là một cái vô cái dòng này thì tôi cảm giác như các bạn không còn bị một cái nỗi lo sợ nữa. Người đầu tiên tôi muốn nói là Thanh Ngân. Ngày hôm nay phải nói là cái bài mà em diễn đó thì tôi thấy là tốt hơn hai cái bài kỳ trước. Em hát rất là tự tin, rất mạnh mẽ. Nhưng mà có một cái điều tôi muốn lưu ý em là chú ý thêm cái phần sắc thái cho nó rõ nét hơn nữa thì em sẽ thành công. Chúc em thành công. Trúc Linh, riêng Trúc Linh thì như thế này, Trúc Linh thì phải nói là lần này em hát phải nói là em chọn được cái bài rất là đúng cái kiểu của em. Mà nhất là bài của anh Ngọc Quang, người cùng xứ sở với em nữa. Đây là cái bài hát phải nói là cũng khó, rất khó. Mà em đã hát được những cái cao độ em hát rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều em chú ý là những cái nó thấp thì đôi khi em bị mờ. Nhưng mà tôi cho rằng cái điều này, tại vì đây là cái bài em chọn cũng là một bài khó. Thành ra là những cái nó thấp em có nghe nhưng mà thực ra nó cũng không rõ. Nếu em làm được rõ nét hơn thì nó sẽ giúp cho em hát cái bài hát thành công hơn. Xin chúc mừng Trúc Linh. Về em Thanh Nguyên, bữa nay thì tôi cảm giác là em chọn một cái bài hát đúng cái kiểu của em. Mặc dù cái bài hát này thì thực ra thì về mặt kỹ thuật nó cũng không phải là nó rất là dữ dội. Nhưng mà tôi cho đúng là cái tầm của em. Bởi vì hôm nay em hát rất là tự tin và em làm chủ được cái bản ngã của mình, cái sự xúc động của mình. Mặc dù bài hát là phải nói là nó rất là buồn, phải nói là vậy. Nhưng mà chỉ có một cái điều là có lẽ là trong cái nhóm của em á, thì không có một cái bạn nam nào hết. Thành ra các bạn nam hát với em thì cái mặt không buồn bằng em. Tôi có cảm giác em thì rất buồn và rất đau khổ trong cái tình yêu để đi tìm nó. Nhưng mà anh Trang kia có lẽ là chắc ảnh muốn bỏ chạy cho nó nhanh. Nhưng mà dù gì hôm nay cũng là một cái buổi em hát tương đối thành công. Xin chúc mừng em. Dạ xin được cảm ơn là nhận xét rất chân tình cũng như là rất là dí dỏm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Còn bây giờ chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin mời chị ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào ba bạn. Trước hết xin được chúc mừng các bạn đã vượt qua chính mình trong cái phần thi đầu tiên. Bởi lẽ các bạn là những người khởi đầu đã vượt qua được cái cảm xúc để hát thật tự tin như nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã chia sẻ. Về cụ thể ba bạn thì trước hết là Thanh Ngân. Đã theo dõi bạn, mặc dù là tuần vừa rồi tôi không có tham gia chấm điểm nhưng mà đã xem lại phần biểu diễn của bạn. Và nhận thấy rằng là bạn đã khắc phục được cái nhược điểm về hơi thở, nghĩa là âm sắc của bạn đã dày hơn, làm chủ được lực hát. Và trong cái bài Hồ Thiên Nga đó thì đúng là một hình ảnh con Thiên Nga trắng, bé bỏng, rất là dễ thương, đã hiện ra. Và tôi thích bạn ở chỗ là bạn đã nhất quán trong cái việc xây dựng hình ảnh của mình ở cuộc thi này. Đã khẳng định, ngày càng khẳng định hình ảnh đó rõ nét. Và trong vòng thi này bạn đã làm tốt điều đó. Chỉ có xin được góp ý một chút xíu thôi. Đó là cần phải hát rõ ràng sắc thái, như phát triển theo cái yếu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Đó là những cái phần đầu và phần sau khi dàn nhạc chuyển cái tiết tấu và cách thể hiện của dàn nhạc thì bạn phải có đối trọng hai cái hình thức, hai cái sắc thái rõ ràng. Bởi vì là phần đầu bạn đã hát như thế và phần sau cũng như thế, nó không có lạ. Và đặc biệt nữa là chú ý những nốt biến âm, hát phải chính xác nha. Về Trúc Linh thì rõ ràng là Trúc Linh là một cô gái cá tính. Bạn khá đa dạng trong việc chọn dòng nhạc để biểu diễn tuần trước và tuần này. Và ngay đêm nay bạn đã chọn một bài hát rất đúng là bạn. Cho nên cái sự dữ dội gai góc đó, nó được bạn lột tả rất là rõ nét. Và tôi rất thích phần biểu diễn của bạn vừa rồi, tôi đánh giá cao nó. Còn Thanh Nguyên, hôm nay tôi đánh giá phần biểu diễn của bạn là giàu cảm xúc. Giàu cảm xúc lắm. Bạn đã làm chủ được tất cả những điều đó. Phối hợp với bạn diễn rất tốt. Bạn là người phối hợp với bạn diễn tốt nhất trong ba bạn thi vừa rồi. Và chính vì cái sự hỗ trợ của bạn diễn đã làm cho bạn thăng hoa. Tôi chỉ có
không thích lắm cái chi tiết cái chiếc vali khi kéo ra. Bởi vì là khi kéo ra và chúng ta đưa đạo cụ ra sân khấu mà không sử dụng nó triệt để thì tôi cũng không hiểu lắm. Tôi hỏi anh Nguyễn Ngọc Thiện thì anh nói là chắc bị vợ bỏ à, sao kéo vali ra. Và rõ ràng là các bạn loay hoay với cái vali đó. Tôi thấy thì những cái phần múa chúng ta giữa bài rất là tốt. Thì thay vì là cái vali đó một cách nó tả thực như vậy thì chúng ta có thể là một cái hình ảnh khác. Thì sẽ nâng tầm nghệ thuật của tiết mục của bạn lên rất nhiều. Dù sao thì bạn cũng đã có một phần biểu diễn rất là giàu cảm xúc và khá thành công. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và với những lời khen động viên cũng như là những lời nhận xét về những mặt khuyết điểm của các bạn sẽ giúp cho các bạn thể hiện tốt hơn nữa phần thi của mình trong những đêm thi sau. Và quý vị thân mến, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho ba thí sinh đầu tiên đã hoàn thành xong phần thi của mình trong đêm nay. Và quý vị cũng đừng quên là thể hiện cái sự yêu mến của mình cho thí sinh bằng cách nhắn tin bình chọn cho các bạn ấy với mã số của Thanh Ngân là 01, Trúc Linh là 06 và Thanh Nguyên là 08. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và trước khi đến với các phần dự thi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho quảng cáo. Đấy là một cái, vô cái dòng này thì tôi cảm giác như các bạn không còn bị một cái nỗi lo sợ nữa. Người đầu tiên tôi muốn nói là Thanh Ngân. Ngày hôm nay phải nói là cái bài mà em diễn đó thì tôi thấy là tốt hơn hai cái bài kỳ trước. Em hát rất là tự tin, rất mạnh mẽ. Nhưng mà có một cái điều tôi muốn lưu ý em là chú ý thêm cái phần sắc thái cho nó rõ nét hơn nữa thì em sẽ thành công. Chúc em thành công. Trúc Linh thì như thế này, Trúc Linh thì phải nói là lần này em hát phải nói là em chọn được cái bài rất là đúng cái kiểu của em, mà nhất là bài của anh Ngọc Quang, Người Cùng Xứ Sở với em nữa. Đây là cái bài hát phải nói là cũng khó, rất khó, mà em đã hát được những cái cao độ, em hát rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều em chú ý là những cái nốt thấp thì đôi khi em bị mờ. Nhưng mà tôi cho rằng cái điều này tại vì đây là cái bài em chọn cũng là một bài khó, thành ra là những cái nốt thấp em có nghe nhưng mà thực ra nó cũng không rõ. Nếu em làm được rõ nét hơn thì nó sẽ giúp cho em hát cái bài hát thành công hơn. Xin chúc mừng Trúc Linh. Về em Thanh Nguyên, bữa nay thì tôi cảm giác là em chọn một cái bài hát đúng cái kiểu của em. Mặc dù cái bài hát này thì thật ra thì về mặt kỹ thuật nó cũng không phải là nó rất là dữ dội, nhưng mà tôi cho đúng là cái tầm của em. Bởi vì hôm nay em hát rất là tự tin và em làm chủ được cái bản ngã của mình, cái sự xúc động của mình. Mặc dù bài hát là phải nói là nó rất là buồn, phải nói là vậy. Nhưng mà chỉ có một cái điều là có lẽ là trong cái nhóm của em á, thì không có một cái bạn nam nào hết. Thành ra các bạn nam hát với em thì cái mặt không buồn bằng em. Tôi có cảm giác em thì rất buồn và rất đau khổ trong cái tình yêu và đi tìm nó. Nhưng mà anh Trang kia có lẽ là chắc ảnh muốn bỏ chạy cho nó nhanh. Nhưng mà dù gì hôm nay cũng là một cái buổi em hát tương đối thành công. Xin chúc mừng em. Dạ xin được cảm ơn là nhận xét rất chân tình cũng như là rất là dí dỏm của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Còn bây giờ chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin mời chị ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào ba bạn. Trước hết xin được chúc mừng các bạn đã vượt qua chính mình trong cái phần thi đầu tiên. Bởi lẽ các bạn là những người khởi đầu đã vượt qua được cái cảm xúc để hát thật tự tin như nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã chia sẻ. Về cụ thể ba bạn thì trước hết là Thanh Ngân. Đã theo dõi bạn, mặc dù là tuần vừa rồi tôi không có tham gia chấm điểm, nhưng mà đã xem lại phần biểu diễn của bạn và nhận thấy rằng là bạn đã khắc phục được cái nhược điểm về hơi thở, nghĩa là âm sắc của bạn đã dày hơn, làm chủ được lực hát. Và trong cái bài Hồ Thiên Nga đó thì đúng là một hình ảnh con Thiên Nga trắng bé bỏng rất là dễ thương đã hiện ra. Và tôi thích bạn ở chỗ là bạn đã nhất quán trong cái việc xây dựng hình ảnh của mình ở cuộc thi này, đã khẳng định, ngày càng khẳng định hình ảnh đó rõ nét. Và trong vòng thi này bạn đã làm tốt điều đó. Chỉ có xin được góp ý một chút xíu thôi, đó là cần phải hát rõ ràng sắc thái, như phát triển theo cái yếu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, đó là những cái phần đầu và phần sau khi dàn nhạc chuyển cái tiết tấu và cách thể hiện của dàn nhạc thì bạn phải có đối trọng hai cái hình thức, hai cái sắc thái rõ ràng. Bởi vì là phần đầu bạn đã hát như thế và phần sau cũng như thế, nó không có lạ. Và đặc biệt nữa là chú ý những nốt biến âm, hát phải chính xác nha. Về Trúc Linh thì rõ ràng là Trúc Linh là một cô gái cá tính. Bạn khá đa dạng trong việc chọn dòng nhạc để biểu diễn.
tuần trước và tuần này. Và ngay đêm nay bạn đã chọn một bài hát rất đúng là bạn. Cho nên cái sự dữ dội gai góc đó, nó được bạn lột tả rất là rõ nét. Và tôi rất thích phần biểu diễn của bạn vừa rồi, tôi đánh giá cao nó. Còn Thanh Nguyên, hôm nay tôi đánh giá phần biểu diễn của bạn là giàu cảm xúc. Giàu cảm xúc lắm. Bạn đã làm chủ được tất cả những điều đó, phối hợp với bạn diễn rất tốt. Bạn là người phối hợp với bạn diễn tốt nhất trong ba bạn thi vừa rồi. Và chính vì cái sự hỗ trợ của bạn diễn đã làm cho bạn thăng hoa. Tôi chỉ có không thích lắm cái chi tiết, cái chiếc vali khi kéo ra. Bởi vì là khi kéo ra và chúng ta đưa đạo cụ ra sân khấu mà không sử dụng nó triệt để, thì tôi cũng không hiểu lắm. Tôi hỏi anh Nguyễn Ngọc Thiện thì anh nói là chắc bị vợ bỏ à, sao kéo vali ra. Và rõ ràng là các bạn loay hoay với cái vali đó. Tôi thấy thì những cái phần múa chúng ta giữa bài rất là tốt. Thì thay vì là cái vali đó một cách nó tả thực như vậy, thì chúng ta có thể là một cái hình ảnh khác, thì sẽ nâng tầm nghệ thuật của tiết mục của bạn lên rất nhiều. Dù sao thì bạn cũng đã có một phần biểu diễn rất là giàu cảm xúc và khá thành công. Chúc mừng ba bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và với những lời khen động viên cũng như là những lời nhận xét về những mặt khuyết điểm của các bạn sẽ giúp cho các bạn thể hiện tốt hơn nữa phần thi của mình trong những đêm thi sau. Và quý vị thân mến, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho ba thí sinh đầu tiên đã hoàn thành xong phần thi của mình trong đêm nay. Và quý vị cũng đừng quên là thể hiện cái sự yêu mến của mình cho thí sinh bằng cách nhắn tin bình chọn cho các bạn ấy với mã số của Thanh Ngân là 01, Trúc Linh là 06 và Thanh Nguyên là 08. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và trước khi đến với các phần dự thi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho quảng cáo. Trở lại với đêm Chung kết 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014, chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ nhà hát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần dự thi của thí sinh nam duy nhất thuộc bảng thính phòng. Và thí sinh nào sẽ cùng kết hợp với bạn ấy đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Quyển sách này thật là dày, nhưng để phục vụ cho đêm thứ ba thật là tốt thì Thuận sẽ cố gắng đọc hết nó. Cố lên! Mình quên ngàn năm sau mai kia.
Trần Thuận đã hoàn thành xong phần dự thi của mình và cảm ơn sự hỗ trợ của thí sinh Thanh Ngân. Và quý vị thân mến, hãy cùng bình chọn cho thí sinh Lâm Trần Thuận với cú pháp BC khoảng trắng 03 và gửi về tổng đài 6540. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014, một cô bạn đến từ bản dân ca, âm hưởng dân ca. Mời quý vị cùng theo dõi. Để chuẩn bị thật kỹ cho đêm thi hôm nay, mình đã dành một ngày để gặp gỡ một người rất là quan trọng, đó là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Đúng rồi, bọn cháu là thế hệ trẻ mà chọn lựa những bài hát này để hát, để những chẳng những nuôi dưỡng tình cảm của mình mà tạo cái môi trường tốt hơn trong thưởng thức và xây dựng thiểu thẩm mỹ của lớp trẻ hiện nay. Chúc cháu thành công trong cuộc thi tiếng hát truyền hình. Cho Trúc Lai hoàn thành phần dự thi của mình. Và quý vị hãy bình chọn cho Trúc Lai với cú pháp là BC khoảng trắng 05 rồi gửi đến tổng đài 6540. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là phần dự thi tiếp theo đến từ thí sinh của bản nhạc nhẹ. Hãy cùng chúng tôi theo dõi phần dự thi này để thấy được là thí sinh này đã chuyển biến như thế nào qua từng đêm thi quý vị nhé. Xem lại những phần dự thi của mình trong các đêm trước và những nhận xét của ban giám khảo, Trang thấy mình cần phải hoàn thiện hơn nữa trong đêm thi hôm nay. Hy vọng đêm hôm nay cá tính âm nhạc của Trang với sự giúp sức của Thanh Nguyên, một cô bạn rất cá tính, sẽ giúp Trang có một tấm vé vào chung kết 4. Các bạn hãy đón xem và cổ vũ cho Minh Trang và Thanh Nguyên. Dòng đời cuốn nhai, từng dòng đời cuốn nhai, sự tư làm chi người ơi, âu lo làm chi người ơi,
Oh,
Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Minh Trang đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và quý vị thân mến, phần dự thi của thí sinh Vũ Minh Trang đã kết thúc đợt dự thi thứ hai trong đêm nay. Chúng ta cũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của thí sinh Thanh Nguyên. Và các bạn cũng đừng quên là nhắn tin bình chọn cho thí sinh Minh Trang với cú pháp là BC khoảng trắng 09 gửi về tổng đài 6540. Còn bây giờ thì xin được mời thí sinh Lâm Trần Thuận và Nguyễn Linh Trúc Lai cùng trở lại sân khấu để lắng nghe những lời nhận xét từ phía hội đồng nghệ thuật. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Trần Hiểu. Nói chung cái phong ma thi này khiến chúng tôi có nhiều cái rất là thú vị. Hôm nay em Lâm Trần Thuận thì chọn một cái trích đoạn của cái chuyện Thằng Hồ Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo, là cái chuyện của ông ấy. Còn người viết tức là Richard Constantin, thế là một tác giả Pháp. Đây là một cái loại opera mới, opera theo kiểu Broadway. Thì cái này nó mới. Còn chúng tôi hát ấy, thường là cái opera ngày xưa, tức là nó có từ thế kỷ thứ 16 cơ. Bây giờ nó đã qua 4 thế kỷ rồi, 5 thế kỷ rồi. Còn cái anh này thì nó mới ở thế kỷ thứ 20. Nó có những cái mới. Và chính vì nó có những cái mới đó cho nên người ta chấp nhận cái lối hát của em. Mà cái vai của em nó lại là cái vai cái người yêu Esmeralda, là cái anh chàng đang si tình. Thế thì tôi thấy là em hát cái vai này chọn. Và cái cách chọn Broadway là một cách chọn khôn. Hát đúng opera cổ điển ấy thì nguy hiểm đấy. Chọn thế này là khôn. Vậy là khen hay chê ạ? Đấy, còn là em thứ hai là em bài ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn, em Trúc Lai, Lý Trúc Lai thì cũng lại khôn nữa. Vì cái này ấy nó là cái dân ca của miền Tây mà nó không có một cái phong cách khó lắm, nên em hát cái kiểu nó không có phong cách dân ca lắm cũng được. Thế nhưng mà cái quan trọng là thế này, là cái vai của cái cô gái hát đấy là cô gái Nữ Tự Vệ Sài Gòn, tức là nó phải có chất Sài Gòn ở đó, và nó phải có cái chất tươi vui, cái chất lạc quan một chút nữa đó. Thì em đang hơi thiếu một tí. Thì cái người cộng tác với em ấy lại hát vui hơn em. Thế cái này phải để ý. Thế còn thì có cái rất lợi là cái như là Thạch Mỹ Sơn nó làm phong cách rõ ràng. Vâng. Thì hát rất khó nhưng mà cái này thì nó là anh Phạm Minh Tuấn là viết là theo cái chất dân ca của miền Tây. Dạ vâng. Vậy thí sinh ở bản nhạc nhẹ thì sao ạ? Thế bây giờ con thí sinh còn nhẹ hả? chưa nhạc nhẹ lần này tôi thấy rất lạ là các em có một cái rất thú vị là thế này, là các em toàn chọn bài mới cả, chọn bài của cái bài ca bài hát Việt ấy. Thì tôi thấy là cả ba em, tôi chưa nghe em thứ ba, nhưng mà hai em vừa rồi thấy là các em đã có những cái nhìn rất táo bạo. Bởi vì thế này, người ta hay hát theo người trước. Còn các em nên là phải tự sáng tạo ra một cái phong cách cho cái bài hát đấy của mình. Thì tôi thấy là cái cách chọn của các em lần này, cả ba em về dòng nhạc nhẹ, là có một cái rất thú vị. Là các em muốn nói cái sự sáng tạo của các em trong cái bài hát của mình. Thế thì cái này thì đối với riêng với lại Vũ Minh Trang ấy thì là cũng có những cái sáng tạo của mình mà cũng có những cái mới của mình. Nhưng mà tôi nhấn mạnh là thế này, Đỗ Bảo đó, Đỗ Bảo là một phong cách. Đỗ Bảo không ồn ào đâu, Đỗ Bảo lắng sâu và thể hiện nó tinh tế. Thế cái này em làm được nhưng mà đôi khi lại hơi lẫn với cái ồn ào khác nữa. Chính cái người bạn cùng diễn với em ấy lại rõ hơn. Dạ. Dạ đôi khi tại vì tâm lý không phải là người dự thi nên thấy thể hiện thoải mái hơn. Dạ. Nhưng mà tôi rất thích là chỗ này, là các em chọn cái mới và thực muốn thử thách mình trong cái mới. Thì cái đó tôi rất hoan nghênh các em. Dạ, xin được cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Và bây giờ xin được mời ca sĩ Lê Nam Khánh. Vâng, chào quý vị khán giả và chào tất cả các bạn thí sinh.
Thì với bạn Lâm Trần Thuận thì tôi cũng xin nói ngắn gọn thôi. Bạn hát lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, thoải mái hơn, tự tin hơn, có cảm xúc nhiều hơn, ít nhất ra được cái chất hơn. Còn lần trước thì tôi thấy nó không bằng lần này lắm. Bạn có những cái nhiều cái lỗi quá, và những cái lần này thì tôi thấy chữa được những cái lỗi lần trước rất tốt. Bạn Lai thì tôi lại thấy bạn chọn bài này nó hơi, đối với một cuộc thi thế này thì nó hơi bị mạo hiểm một chút xíu. Bởi vì hôm nay tôi thấy là cái phần diễn của bạn như thế này, theo tôi đánh giá so với những đêm trước thì hôm nay bạn hát như thế này tôi thấy nó không thành công lắm, thực sự không tốt lắm. Bởi vì tôi nghĩ rằng với chất giọng của bạn, với cái dáng vóc sân khấu thế này, tôi nghĩ bạn sẽ còn phải làm tốt hơn nữa, đáng lý có thể làm tốt hơn nhiều nữa. Còn riêng về bạn Minh Trang thì rõ ràng để đêm nay tôi là thấy được rất rõ có một sự tiến bộ. Bạn làm chủ sân khấu rất là tốt, khá hơn nhiều, tiến bộ hơn. Và có những cái chỗ bạn rất là thông minh. Cái chỗ nào bạn tự tin thì bạn hát rất rất là tự tin, rất là rõ, rất là hay. Và có những cái chỗ nào feeling thì chưa được tự tin lắm thì bạn rất là khéo, bạn giấu đi. Cái này cũng là một cái hay, bởi vì Lily lên sân khấu thì chúng ta cần phải biết đẹp khoe và xấu che. Cái này rất là tốt. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời nhận xét từ Hội đồng nghệ thuật. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình sau một ít phút giải lao. Theo dõi đêm chung kết 3 tiếng hát truyền hình 2014 được truyền hình trực tiếp trên HTV9 từ nhà hát đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn 3 phần dự thi nữa thôi thì sẽ biết được 4 thí sinh bước tiếp vào đêm chung kết 4. Và ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh thứ 3 thuộc bảng thính phòng. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón thí sinh Lê Thị Dung. Lúc còn nhỏ, Dung rất thích và ước muốn sẽ trở thành ca sĩ như cô Anh Thơ. Và thật hạnh phúc khi lớn lên, ca sĩ Anh Thơ lại trở thành cô giáo của Dung. Trong đêm thi này, Dung sẽ quyết tâm làm mới mình qua một tác phẩm rất nổi tiếng. Tác phẩm ấy là gì và thí sinh nào phối hợp cùng Dung trong phần thi này? Quý vị hãy chờ trong giây lát nhé! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Thuận đã hỗ trợ cho thí sinh Lê Thị Dung hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình. Và chúng ta hãy đừng quên nhắn tin BC khoảng trắng 02 gửi về tổng đài 6540 để bình chọn cho thí sinh Lê Thị Dung. Thưa quý vị, và bây giờ với phần hỗ trợ của thí sinh Trúc Linh, chúng ta sẽ cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Bùi Thị Thúy. Thúy may mắn được thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ bố mẹ. Từ bé, bố luôn đi diễn xa nhà nên chỉ có mẹ ở bên cạnh cổ vũ cho mình. Thúy là người sống nội tâm và tình cảm nên Thúy rất yêu dân ca. Thúy luôn tâm nhận rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành một ca sĩ thực thụ. Trong đêm chung kết thứ 3 này, Thúy sẽ nỗ lực hơn nữa. Đó là sự tri ân mà Thúy muốn gửi tặng đến mẹ. 21 năm qua đã thầm lặng hy sinh tất cả cho Thúy để có được ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân làng mình bám chặt quê Thị Thúy đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và quý vị ơi, hãy nhanh tay soạn tin nhắn với cú pháp là BC khoảng trắng 04 rồi gửi đến tổng đài 6540 để bầu chọn cho Bùi Thị Thúy. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần dự thi của chàng trai duy nhất thuộc bản nhạc nhẹ, đó chính là bạn Phạm Chí Huy. Thường thì khi đi thi người ta rất là rung, nhưng mà thường thường thi đầu tiên với cuối cùng là rung nhất. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy ủng hộ tinh thần cho bạn ấy bằng một tràng pháo tay thưa quý vị. Huy đến với thế truyền hình năm 2014 thật tình cờ và là thí sinh cuối cùng đăng ký dự thi. Qua cuộc thi này, Huy học được rất là nhiều điều hay từ các thầy cô huấn luyện. Cho dù Huy được đi tiếp hay dừng lại, thì đối với Huy khoảng thời gian này là những kỷ niệm thật khó phai. Xin cảm ơn cuộc thi thiết truyền hình đã làm chúng mình gắn bó với nhau hơn. Để chuẩn bị cho đêm chung kết ba sắp tới, Huy đã tích cực tập luyện và sẽ cháy hết mình trên sân khấu. Quý vị hãy chờ xem sự phối hợp ăn ý của Huy và Trang như thế nào nhé. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn, sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em, nhìn anh ô yêu những rung động trái. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống giữa đời, phải không anh ơi? Em ước mong lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho bên. Sẽ chung sống suốt đời, sẽ đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn, sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của anh, nhìn em ôm yêu những rung động trái tim. Chung sống xưa đời, phải không anh ơi? Em ước mong lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Hãy subscribe.
xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Minh Trang, mà nhờ đó thì Phạm Chí Huy đã có một phần thi đầy cảm xúc và diễn xuất cũng rất là dễ thương. Quý vị hãy bầu chọn cho thí sinh Phạm Chí Huy với cú pháp là BC khoảng trắng 07 rồi gửi đến tổng đài 6540. Còn ngay bây giờ thì xin được mời thí sinh Lê Thị Dung và thí sinh Bùi Thị Thúy cùng quay trở lại sân khấu để lắng nghe những lời nhận xét đánh giá từ hội đồng nghệ thuật. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Trước hết chúc mừng ba bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Và tôi đi vào thẳng vấn đề luôn. Bạn Dung, bạn sở hữu một cái chất giọng rất là khỏe. Mà hôm nay tôi mới được thấy là bạn thể hiện đúng tiêu chí của cái dòng thi mà bạn chọn. Bạn chọn một ca khúc cổ điển. Đây là một cái bài hát rất nổi tiếng của Ý. Và bài hát này thường thì được các ca sĩ nam cao, giọng tenor nổi tiếng thế giới thể hiện. Thế cho nên là bạn chọn cái bài này thì nó phù hợp với cái chất giọng bạn, nhưng mà có lẽ là nó hơi phiêu lưu một chút. Tôi miễn bàn về cái vấn đề các bạn phát âm tiếng Ý. Thế nhưng mà cái vấn đề là các bạn chọn cái bài nam mà bạn hát chung với một ca sĩ nam và một chất giọng của bạn nam hát cùng với bạn thì nó lại phù hợp hơn giọng của bạn. Thế cho nên là nó hơi bất lợi cho bạn. Tuy nhiên là tôi thích là bởi vì bạn đã thể hiện đúng cái phong cách của dòng nhạc mà bạn chọn từ đầu đến giờ. Thì lần này thì tôi xin có lời khen bạn. Bạn Thúy thì một lần nữa bạn thể hiện khả năng ca hát rất là điêu luyện và rất là phù hợp với chất giọng của bạn. Bạn chọn bài tôi cho là rất là khéo và rất là phù hợp, rất là bản lĩnh. Bởi vì bài hát Rặng Trăm Bầu của Thái Cơ là một bài hát rất khó. Và thế cho nên là gần đây, trong những thời gian mà chúng ta theo dõi các chương trình ca nhạc thị trường, thì chúng ta ít khi nào thấy là có các ca sĩ hát dân dòng dân ca mà dám hát những bài hát này. Thế cho nên đó, bạn đã thuyết phục được tôi khi bạn thể hiện cái ca khúc này bằng cái kỹ thuật hát cũng như là làn hơi rất là chắc của bạn. Tuy nhiên là bạn chú ý hơn tí nữa về các chùm luyến lái của nốt, bởi vì đây là những chùm luyến lái khó, đặc biệt là cuối bài nó thể hiện rất rõ cho người ta thấy những cái thiếu sót đó. Chúc mừng bạn đã hát rất là tốt. Bạn Lâm Chí Huy, tôi rất thích giọng hát của bạn, rất nam tính, bạn biểu diễn rất là điệu nghệ. Tuy nhiên là tôi thích bạn thể hiện về mặt biểu diễn đó, bạn thể hiện lúc bạn kéo vali đi thì có vẻ hợp bạn với bạn hơn. Có lẽ là bạn cái tâm trạng lúc đó phù hợp với bạn hơn. Dạ, mặc dù cái vali thì là cô chị Thanh Thúy đã bàn rồi, nhưng mà tôi thấy là cái bài hát này bạn thể hiện rất là tốt. Cái phong cách của bạn cũng phù hợp nữa. Có nghĩa là bạn thích cái cô gái này hơn cho nên bạn lúng túng hơn, phải không? Dạ. Tình yêu hạnh phúc ạ. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và tiếp theo trân trọng kính mời những lời nhận xét của vị giám khảo nữ duy nhất trong hội đồng nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin chào ba bạn. Trước hết xin được cảm ơn Dung đã thể hiện rất nỗ lực bài hát Oslo Mio. Và như nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm đã nói, đây là một bài phù hợp với giọng nam cao hơn. Tuy nhiên, bạn đã có một cái bản lĩnh sân khấu rất là dạn dày, thể hiện từ đầu vòng chung kết đến bây giờ. Và ngày hôm nay, trên sân khấu này, bạn hát bài hát cổ điển, thì cái bản lĩnh đó đã giúp bạn vượt qua và đã nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Điều đó đã chứng minh cái sự khá thành công của bạn trong tác phẩm vừa rồi. Về Bùi Thị Thúy, tôi chỉ xin đặt cho bạn một cái nickname là cô tấm của cuộc thi này. Bạn rất là đầm thắm, nền nã, từ đầu đến giờ đã khẳng định được cái phong cách âm nhạc của mình rồi. Và tôi hy vọng bạn hãy nuôi dưỡng cái phong cách đó để cho nó thêm đầm thắm, thêm dạng dày hơn, và sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn thật hay trong tương lai. Về bài hát của bạn ngày hôm nay thì tôi đánh giá cao cái kỹ thuật thanh nhạc và những xúc cảm của bạn. Chính cái kỹ thuật điêu luyện đó đã giúp bạn đưa khán giả đến từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, hát như là rong chơi vậy đó. Và hãy cố gắng phát huy, tôi tin rằng là bạn sẽ làm thật tốt hơn nữa trong tương lai. Phạm Chí Huy thì giọng thì không bàn nữa rồi,
bởi vì đã có quá nhiều lời khen dành cho bạn. Và ngày hôm nay bạn đã sử dụng những cái năng lượng bạn có một cách rất là thoải mái, từ những cái sự tinh tế trong cái bỏ nhỏ đến những cái crescendo rất tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn rằng là bạn trau chuốt hơn kỹ thuật thanh nhạc ở chỗ là những cái chữ ơ ở cuối câu, bạn đừng để cho nó quá đầy ở bên trong, như vậy dễ làm cho cái phần phát âm của mình ra nó không được tinh tế lắm. Tuy nhiên, dù sao ngày hôm nay bạn đã đưa khán giả đến nhiều những cái, cũng những cung bậc cảm xúc vừa thấp vừa cao. Nói chung là với cái giọng bát ngát của bạn như thế thì bạn làm rất tốt. Dạ, chúc mừng ba bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ hội đồng nghệ thuật và một lần nữa xin được chúc mừng các ba thí sinh. Thưa quý vị, và trước khi đến với phần công bố kết quả của 9 thí sinh trong cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2014 ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng hòa chung lời ca tiếng hát với những thí sinh đã trưởng thành từ cuộc thi tiếng hát truyền hình qua các năm, qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Hãy Hát Lên. Vẫn còn ngoài màu xanh biếc lúa nào, dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Nào mình cùng hát lên nào, lời tình tha thiết, cùng hát lên nào, lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui đất trời và ngày thơ mơ mộng. Dù rằng ngày lắm thăng trầm, biển dài phía trước. Và lối đi về gặp gành ai biết, cùng hát vang lên xuân tan đi bao nỗi buồn và cùng hát lên niềm vui. Đã làm cho khán phòng chúng ta sôi động nhưng cũng không kém phần hồi hộp, thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời Thanh Ngọc sẽ quay trở lại với vị trí người dẫn chương trình với Mạnh Cường. Cảm ơn Mạnh Cường và cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì tổng đài 6540 của chúng tôi đến thời điểm này đã tạm thời đóng lại để phục vụ cho công tác tổng kết bình chọn trong đêm nay. Sau khi đêm chung kết 3 kết thúc, tổng đài sẽ tiếp tục được mở đến đầu đêm chung kết 4 để quý vị có thể tiếp tục nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất trong đêm chung kết 3, thưa quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự quay trở lại của 9 thí sinh, thưa quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, trải qua 3 đêm thi,
Chính thí sinh qua phần dự thi của mình đã đem đến cho khán giả những màn biểu diễn nghệ thuật đầy chất lượng. Chính cá tính âm nhạc đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng ban giám khảo cũng như những công chúng yêu âm nhạc. Tuy nhiên chỉ 4 thí sinh, bao gồm 3 thí sinh đứng đầu của mỗi bảng và 1 thí sinh nhì bảng có tổng bình chọn của khán giả trong 3 đêm cao nhất sẽ bước tiếp và tranh tài cùng nhau tại vòng chung kết 4 sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2014 tới đây tại nhà hát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm trung bình của 9 thí sinh qua 3 đêm thi. Trước tiên là các bạn thí sinh ở bảng thính phòng. Điểm trung bình của thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân. Thưa quý vị, thí sinh được nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy ví như là những giọt mưa. Vâng, với số điểm trung bình của đêm 3 là 19,47 và điểm trung bình của 3 đêm thi của bạn là 19,07. Xin chúc mừng Nguyễn Phạm Thanh Ngân. Thưa quý vị, và số điểm trung bình của thí sinh Lê Thị Dung ở đêm chung kết 3 là... Cô gái. Vâng, cô gái, thưa quý vị, số điểm trung bình của đêm 3 dành cho thí sinh Lê Thị Dung là 19,46. Và số điểm trung bình của cả 3 đêm thi của thí sinh Lê Thị Dung là 19,09. Chúc mừng Lê Thị Dung. Và tiếp theo là... điểm trung bình của thí sinh Lâm Trần Thuận trong đêm chung kết 3. Chàng trai duy nhất của bạn thính phòng. Số điểm trung bình của đêm thi thứ 3 của bạn là 19,56 và điểm trung bình cả 3 đêm thi của bạn là 19,06. Xin được chúc mừng thí sinh Lê Thị Dung với số điểm cao nhất là 19,09 là thí sinh đầu tiên bước vào đêm chung kết 4. Thưa quý vị. Tiếp theo sau đây, rất là nhiều tình cảm, mời bạn hãy lên vị trí danh dự của mình. Quý vị thân mến, chúc mừng bạn một lần nữa. Và bây giờ sẽ là phần công bố điểm trung bình sau 3 đêm thi cho các thí sinh bảng dân ca, âm hưởng dân ca. Đầu tiên là điểm trung bình của thí sinh Bùi Thị Thúy. Xin mời bạn bước lên ạ. Điểm trung bình của bạn trong đêm thi chung kết 3 ngày hôm nay là 19,66. Và cả 3 đêm thi điểm trung bình của bạn là 19,24. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với điểm trung bình của thí sinh Nguyễn Linh Trúc Lai đêm chung kết 3 của bạn ngày hôm nay với số điểm là 19,40. Và tổng điểm của 3 đêm chung kết là 19,07. Thí sinh cuối cùng của bảng dân ca âm hưởng dân ca, xin mời thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh. Điểm trung bình của đêm chung kết 3 của bạn 19,58. Và điểm trung bình của cả 3 đêm chung kết 19,05. Thưa quý vị, vậy xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Thúy với số điểm 19,24 là thí sinh có số điểm cao nhất của bảng dân ca âm hưởng dân ca. Thí sinh tiếp theo bước vào đêm chung kết 4. Và tiếp theo là phần công bố điểm cho các thí sinh của bảng nhạc nhẹ. Điểm trung bình của thí sinh Phạm Chí Huy chung kết 3 của bạn là, thưa quý vị, 19,64. Và điểm trung bình của 3 đêm chung kết là 19,16. Tiếp theo là điểm trung bình của thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nguyên trong đêm chung kết 3 của bạn với rất nhiều sự đổi mới và tiến bộ, thì điểm trung bình của bạn trong đêm chung kết 3. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, cô gái có phần dự thi đầy cảm xúc với số điểm trung bình của đêm chung kết 3 là 19,56 và số điểm trung bình của cả 3 đêm thi là 19,07. Và cuối cùng thí sinh Vũ Minh Trang, điểm trung bình của đêm chung kết 3, thí sinh Vũ Minh Trang đã đạt được số điểm 19,62 và số điểm trung bình của cả 3 đêm thi là 19,23. Xin chúc mừng thí sinh Vũ Minh Trang với số điểm là 19,23 đã trở thành thí sinh thứ 3 bước vào đêm chung kết 4. Thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng ba bạn. Và thưa quý vị, như vậy là chỉ còn một thí sinh nữa sẽ bước tiếp vào đêm chung kết 4. Theo thể lệ của cuộc thi thì đó chính là thí sinh đoạt giải nhì trong ba bảng có số bình chọn của khán giả trong ba đêm thi cao hơn hai giải nhì còn lại. Bây giờ chúng tôi xin được công bố ba giải nhì của mỗi bảng. Bảng thính phòng là thí sinh
Nguyễn Phạm Thanh Ngân. Bản dân ca âm hưởng dân ca là thí sinh Nguyễn Linh Trúc Lai. Và bản nhạc nhẹ là thí sinh Phạm Chí Huy. Xin mời ba bạn cùng tiến lên phía trước. Thưa quý vị, và với lượng bình chọn là 52,85 tổng số bình chọn trong 3 đêm tính từ thời điểm hiện tại, thí sinh thứ tư sẽ có mặt trong đêm chung kết 4 là ai? Mời quý vị hãy cùng hướng về màn hình. Thưa quý vị, là vâng, xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Phạm Thanh Ngân ở bảng thính phòng. Xin được một lần nữa chúc mừng Thanh Ngân. Và thưa quý vị khán giả, 4 thí sinh vào chung kết 4 đã được xướng tên. Thí sinh nào sẽ bứt phá và đăng quang ngôi vị cao nhất? Chúng ta hãy cùng chờ đón đêm chung kết 4 diễn ra vào ngày 28 tháng 11 vào lúc 20:30 tại được truyền hình trực tiếp kênh trên HTV9 và từ nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và giờ thì chúng tôi muốn được lắng nghe những giai điệu hào hùng, sôi động của âm nhạc ạ. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng viên uống Hoa Thiên thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú. Thưa quý vị, hãy một lần nữa dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho 4 thí sinh của chúng ta đi ạ. Các bạn ấy đã vô cùng hạnh phúc và bây giờ thì xin được cảm ơn các cá nhân và đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ cho vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2014. Xin được trân trọng cảm ơn nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, áo dài Ngô Nhật Huy, áo dài Việt Hùng, đầm dạ hội Sơn Collection, piano Việt Thương, trang phục Nam Kelvin, stylist Trần Quang Tuyến. Còn bây giờ thì chúng tôi thân ái nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.